Mời quý vị và các bạn đến với khung thời lượng của bản tin 141, chương trình chuyên biệt về an ninh trật tự do Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phối hợp cùng Công an thành phố thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2023, Hà Nội sẽ xây dựng số hóa số liệu, dữ liệu về người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy đảm bảo đúng, đủ và có giá trị. Đây là thông tin trong kế hoạch số 43 của Ủy ban nhân dân thành phố về phòng chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành. Kế hoạch nêu rõ các chỉ tiêu cơ bản về phòng chống ma túy, gồm điều tra, khám phá, xử lý các vụ án về phạm tội ma túy. 100% người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện, lập hồ sơ quản lý. 100% người hoàn thành chương trình cai nghiện ma túy được lập hồ sơ đưa vào quản lý người sau cai nghiện ma túy ở địa phương. Trên 80% số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Cùng với thực hiện các nội dung trên, thành phố sẽ kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến các tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần, thuốc tân dược, thuốc thú y có chứa tiền chất ma túy. Không để xảy ra vụ việc sản xuất trái phép chất ma túy hoặc trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại một số tin tức về an ninh trật tự và phòng chống tội phạm vừa diễn ra trên địa bàn thủ đô Hà Nội trong nhật ký 141. Đội đặc nhiệm Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội vừa bắt giữ thành công Dương Văn Thao, tức Thao Điên, sinh năm 1985, trú tại tổ 15, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Đây là đối tượng nguy hiểm, đang mang trên mình hai lệnh truy nã, gồm quyết định truy nã số 20 ngày 1 tháng 4 năm 2021 của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội về tội giết người và quyết định truy nã số 82 ngày 2 tháng 7 năm 2019 của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội về tội tổ chức đánh bạc. Công an quận Ba Đình đang giữ hình sự Nguyễn Như Tiến, sinh năm 1978 ở Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình và Trần Duy Hưng, sinh năm 1975, trú ở phường Điện Biên, quận Ba Đình để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Hai đối tượng bị công an phường Liễu Giai bắt vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 1 tháng 2 năm 2023 ở trước số nhà 317 Đội Cấn khi vừa thực hiện hành vi dùng vam phá khóa trộm cắp xe máy. Theo hồ sơ, Nguyễn Như Tiến có 5 tiền án. Vụ việc đang được điều tra mở rộng. Công an huyện Quốc Oai đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1986 và Nguyễn Đức Tùng, sinh năm 1985, trú tại thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức để điều tra về hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng là trộm cắp xe máy, lắp biển số giả để đi cướp giật. Hầu hết các bị hại khi bị cướp giật đã ngã ra đường nguy hiểm đến tính mạng. Bước đầu các đối tượng khai nhận đã gây án ở các địa bàn Quốc Oai, Thạch Thất, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Quốc Oai đang tiếp tục truy xét các đối tượng, điều tra mở rộng vụ án. Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Thạch Thất đã xác minh làm rõ nguồn tin báo qua mạng xã hội về trường hợp công dân không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh trên địa bàn ở khu vực Cầu Đỏ thuộc khu công nghệ cao Hòa Lạc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và xử phạt hành chính với nam thanh niên sinh năm 2007, hộ khẩu thường trú tại Bình Yên, Thạch Thất về các hành vi điều khiển xe máy chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, điều khiển xe không có giấy đăng ký xe, không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy và chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy. Công an huyện Chương Mỹ đang tạm giữ đối tượng Mai Văn Tuấn, sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú ở thôn Khôn Duy, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, 9 giờ 45 phút ngày 11 tháng 2 năm 2023, Công an xã Tốt Động phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Đùn, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, phát hiện bắt quả tang Tuấn đang có hành vi bán ma túy cho một đối tượng khác. Tổ công tác đã thu giữ niêm phong tang vật, lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc. Thông tin từ đội cảnh sát giao thông số 6 thuộc phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng nghiệp vụ khác để xác minh sự việc một tài xế xe Porsche chặn đầu xe ô tô khác trên đường vành đai 3 trên cao để chửi bới, gây bức xúc mạng xã hội những ngày gần đây.
Trước đó tối 11 tháng 2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại những hình ảnh này. Khu vực xảy ra sự việc là đường vành đai 3 trên cao, đoạn qua phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Hành vi này đã gây ùn tắc cho tuyến đường theo hướng từ Mai Dịch đi Linh Đàm. Theo người đăng tải clip, tài xế Porsche đi trong làn khẩn cấp của đường vành đai 3 trên cao. Khi đến đoạn đường ùn tắc, người này muốn di chuyển vào làn trong nhưng tài xế xe Hyundai không cho phép nên hai bên đã xảy ra xích mích. Tuyến đường vành đai 3 đoạn cầu Thăng Long, Mai Dịch, Thanh Xuân, Pháp Vân, cầu Thanh Trì dài gần 10 km, gồm 4 làn cao tốc, 2 làn dừng khẩn cấp là một trong những tuyến giao thông huyết mạch của thủ đô. Do lượng phương tiện giao thông tăng không ngừng, tuyến đường này thường xuyên ùn tắc, nhất là khi có sự cố về giao thông. Từ tháng 9 năm 2023, cơ quan chức năng đã tổ chức xử lý nghiêm các phương tiện lưu thông trên làn khẩn cấp. Là nơi thường tập trung đông người, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Chủ động nâng cao ý thức tự phòng ngừa là biện pháp quan trọng nhất nhằm ngăn chặn bà hỏa gây họa. Ghi nhận tại huyện Phú Xuyên. Kết thúc đợt cao điểm đảm bảo an toàn phòng cháy dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Phú Xuyên lại tiếp tục thực hiện đợt tuyên truyền an toàn phòng cháy chữa cháy tại hộ kinh doanh nằm trong các khu dân cư. Đối tượng lần này là các nhà hàng, hộ kinh doanh ăn uống. Qua công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy đối với cả cơ sở của mình là loại hình nhà hàng, thì qua kiểm tra thì đã cơ sở cũng đã trang bị một số cái bình chữa cháy xách tay, nhưng mà qua đó thì qua công kiểm tra thì vẫn còn thiếu sót một số bình, thì đề nghị chủ cửa hàng là trang bị thêm một số cái bình chữa cháy. Thứ hai nữa là qua kiểm tra một số cái đường dây điện là chưa được đi vào ống gen, cũng đề nghị chủ cửa hàng là đi lại toàn bộ hệ thống điện đấy, lắp không được đấu nối, lưu ý là không được đấu nối các cái đường dây dẫn điện. Nhà hàng luôn luôn là đề cao ngoài an toàn thực phẩm và phòng cháy chữa cháy là lên hàng đầu, bởi nó đều liên quan đến cái tính mạng con người. Đấy, về các cái trong khu bếp hay trong tất cả hệ thống nhà hàng là những cái gì liên quan đến có thể gây dễ cháy là đều tránh xa các phạm vi nhiệt hoặc là bếp. Trong đợt kiểm tra kết hợp tuyên truyền an toàn phòng cháy lần này, công an huyện phối hợp chặt chẽ với công an các xã thị trấn để kiểm tra. Các trường hợp vi phạm đều được lập biên bản xử lý, đồng thời hướng dẫn các biện pháp khắc phục. Bên cạnh đó, tổ công tác còn tổ chức tập huấn cho đối tượng là chủ cơ sở, nhân viên của các nhà hàng nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy. 55 cơ sở thuộc phụ lục 4, thì trong đó thì có 3 cơ sở là làm trong cái dịch vụ thực hiện cái kinh doanh ăn uống trên địa bàn. Thì trong quá trình kiểm tra thì công an thị trấn và tổ liên ngành cũng đã tiến hành kiểm tra, hướng dẫn và tại thực tế tại các cơ sở để chỉ ra được những cái vấn đề mà cơ sở đã làm được, đã làm tốt. Và bên cạnh đó thì cũng đã hướng dẫn và tuyên truyền để cơ sở là khắc phục những cái tồn tại thiếu sót. Đối với các cái nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng như các cái siêu thị trung tâm thương mại thì chủ cơ sở phải thứ nhất là phải nêu cao cái ý thức đầu tiên, và thứ hai là có các cái biện pháp giải pháp để mà bảo an toàn phòng cháy, ví dụ như là tôi chỉ nói là các giải pháp là theo quy định của pháp luật, thứ hai là trang bị các cái phương tiện phòng cháy cháy, các cái sơ đồ biển chỉ dẫn lối thoát nạn, các cái trang bị các cái dụng cụ mà để cứu nạn cứu hộ hiện nay thì cũng rất là quan trọng. Thứ ba là cử cái lực lượng mà nhân viên cũng như là chủ cơ sở là phải đi tập huấn công tác phòng cháy để chúng ta nắm bắt được cái công tác phòng cháy tốt đảm bảo. Thời gian tới, công an huyện Phú Xuyên tiếp tục phối hợp với chính quyền các xã thị trấn trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và nhân viên về những quy định an toàn phòng cháy. Đồng thời, các địa phương cũng cần thường xuyên tổ chức xây dựng, rà soát và diễn tập phương án chữa cháy tại cơ sở kinh doanh. Điều quan trọng nhất vẫn từ chủ cơ sở đến nhân viên cần chủ động nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy để phòng ngừa và xử lý sớm khi có sự cố xảy ra. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn cùng chúng tôi nâng cao ý thức cảnh giác, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Bản tin 141 ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào 0 giờ này ngày mai.